Bà Tân Vlog. Trứng cút sốt chua ngọt siêu to khổng lồ. Xin chào tất cả các. Nào, bà từ từ xem nào. Vừa bấm vào giật hết cả mình. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, đấy, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip các cháu ạ. Bà sẽ làm một đĩa trứng cút sốt chua ngọt nhá. Bây giờ vẫn còn mấy bà cháu nhà bà siêu to khổng lồ à? Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu của đĩa trứng cút hôm nay này. Trứng cút xào chua ngọt này, đây là bà chuẩn bị 500 quả trứng đấy. Thôi. Bà chuẩn bị 500 quả trứng. Thế còn gia vị là có đây các cháu này, đây là tương ớt này, cháu còn đây là đường này, còn đây là tỏi này, còn đây là vị chua, hôm nay là bà cho dứa nhá. Bà không phải cho giấm mới cho chanh nhá, bà cho dứa, còn đây là rau răm, còn đây là cái bắp cải tím, là bà trang trí vào đĩa nhá, cho nó nhìn nó hấp dẫn nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn nhá. Bà sẽ đi nhóm bếp luộc trứng nhá. Thì bà làm rồi bà lại mời tất cả các cháu tới đi ăn đi, mấy bà cháu nhà bà cho nó vui nhá. Bà đi thực hiện luôn nào, rồi đi. Các cháu ơi, bà dọn bếp rồi nhá. Thì bây giờ bà bắt đầu luộc này. Rồi, luộc bà mở bung ra. Bánh trưng à? Thì các cháu ạ, đây trước tiên luộc là bà cho ít muối vào, muối trắng vào để bóc vỏ cho nó dễ. Rồi. Rồi bây giờ là bước tiếp theo là bà bỏ trứng vào. Bà bỏ trứng vào. Trứng này bà phải cho nhẹ nhàng, không lại sợ gặp. Các cháu nhìn này. Ơ nhưng mà từ lúc bà làm đến bây giờ nhà vẫn thế nhở, không thấy thay đổi gì cả. Ừ. Ôi trời ơi, bà bê lên này. Bây giờ thay đổi đéo ai xem nữa mày. Giống như tao ấy, mẹ chuyển nhà cái mà đéo ai xem nữa. Con vỡ mẹ quả rồi. Vỡ rồi kìa. Sao các cháu ạ? À? Rồi, con ít bà đổ lốt vào. Đổ lốt thì sợ nó giảm được chậm. Hơi lâu tí rồi. Rồi, bây giờ bà đầy vung vào nhá. Đang vội. Đang vội quá. Lúc đầu chào các cháu ơi, đây trứng nó chín rồi nhá. Đây, bà phải rụt hết củi lấu nhỏ lửa này. Đấy. Rồi, thì bây giờ bà vớt ra nào. Các bạn nhìn tôi ăn quả cánh gà theo phong cách người mồm to này các bạn. Bà vớt ra, bà có vớt vào thau nước lạnh đây các cháu nhìn này. Đấy, đây là thau nước lạnh. Bà bỏ ở đây để vớt cho nó ra, bóc cho sau đó cũng dốc các cháu ạ. Ui. Bà Tân này chơi nhạc độc quyền anh nhỉ? Ừ. Có muốn liên hệ không? Có liên hệ chưa? Có, anh liên hệ em cái em là em làm nhạc cho bà. Đồng hương với anh kíp ấy. Hơn 500 quả này bóc phải hơi lâu đấy các cháu ạ. Ui. Nhiều. Các cháu ơi, bây giờ bà bóc nhá. Đây, bây giờ bà bóc à? Chấp nhờ. Bà vớt ra đây. Bà vớt ra đây. Tất cả. Cho bà sóc sóc cái cho nó. Đây có con anh ạ. Nắm hết đây này. Bà đậy cái vung vào đây này. À cái vung vào không được. Vung vào. Gì ta? Gì đấy? Cho vỡ ra. Để cho bóc vỏ. Long cái vỏ anh ạ. Sóc cho nó dập dập đi. Rồi bây giờ bà bóc nhá. Ui chị sợ bà bóc chỗ này thì thôi. Ừ, mà bà bóc chỗ này vặn đái á. Bà bóc này. Điên à, bà biến một cái bóc xong hết bây giờ. Sóc cho nó dập dập đấy. Bóc được 3 quả thôi. À, trứng cút này lúc nóng ăn ngon lắm nhá. Chấm muối. Em toàn ăn này chấm muối hào hảo thôi. Ừ. Anh gọi Trang lên bóc hộ bà kìa. Sóc nó dập bây giờ nhúc dễ lắm các cháu ạ. Bóc hộ bà 200 quả. Móng tay bà cùn quá. Trang bóc trứng gà, không bóc trứng cút. Đấy. Ủa. Ba trứng rồi. Bóc lâu. Thực ra là bóc quả trứng cút này chỉ cần bóc một đầu xong bóc. Các cháu ơi, đấy bà bóc đây rồi nhá. Thì bây giờ bà đi chiên. Đấy. Các cháu ạ, trứng phải nhẹ nhàng không mà nó vỡ là chiên là khi chiên nó sò bọt. Bà cứ chiên mấy quả một thôi. Có mấy quả còn vỏ đen đen kìa. Rồi. Để vô. À các cháu nhìn này, đây chảo mỡ của bà nó già rồi, bây giờ bà bỏ vào này. Ừ. Ôi. Ừ. Các cháu ạ. Nhanh như trái quá. Cháu nhìn này, lúc nào mà chiên già thì mẹ nó bị dai, bỏ cái vòng trắng.
Hôm nay tôi vừa dụ mẹ tôi là sắp tới đi làm kênh vlog xong. Đây là Lý La Cả. Ôi nó vàng rồi. Ủa này là hơi già quá rồi. Mẹ tôi với cả vợ tôi là sẽ đi ăn ẩm thực Hà Nội, tôi sẽ book các bạn quay phim đi cùng, thế là xong. Rất là ngon. Kênh kênh bà Lý La Cả. Ừ. Bà Lý La Cả. Hấp dẫn chưa? Đấy. Cái món trứng cút sốt chua ngọt này hôm nay này mà ăn kèm với cơm là cà nó cũng ngon đấy kiểu. Wow, đấy. Chứ nó đâu 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 đâu. Bà Lý lêu hêu. Không bạn ơi, phải bà Lý là cà nó mới đúng chén. Cháu ơi, này các cháu nhìn này. Lêu hêu thế nào. Bà Lý cần nhạc anh nói em nhá. Ok ạ. Vàng sốt rồi. Rồi, bây giờ bà vớt ra nhá. Bà vớt ra khỏi bếp này. Không, không đi ăn chê là chê nào các bạn. Tính ra nhá, nếu như mà đã làm review food ấy, chê phải chê khéo, chê chỉ chê nhẹ nhẹ thôi, chê một tí thôi. Người ta xem người ta sẽ không bị khó chịu, chứ còn chê theo kiểu mẹ ảm chê để cho người ta mất khách thì làm cái đéo gì, đúng không? Lớn rồi mẹ ảm lời ăn tiếng nói là cái nó này phải mà chiên kỹ nó lại đổ các cháu ạ. Nó phải biết là nó ảnh hưởng như nào chứ. Như các bạn nhìn thấy tôi xem ơi, clip bây giờ tôi chê không? Nhá. Đấy, chê cái món khéo một tí. Trứng cút xào chua ngọt này là vị chua là dứa. Rồi, bây giờ bà xay dứa. Chết rồi, rơi miếng rồi. Rơi miếng rồi. Em đang bảo là bị đổ bà ơi. Bà đang làm món gì đấy? Rồi, bây giờ bà bỏ một tí nước thôi. Là sốt chua à? Sốt. Bỏ một tí nước thôi. Không, nhưng mà cái món trứng cút này là món trứng cút gì? Trứng cút chua ngọt. Rồi bây giờ bà đậy vung vào. Ừ. Thấy quả cà chua nào đâu? Bà bảo hôm nay bà làm vị chua bằng dứa mà anh. Rồi. Ai là? Ấy, cũng máy của bà. Em ăn rồi bán chưa? Rồi bây giờ bà đổ ra này. Wow. Tinh tố dứa luôn. Đấy, rất thơm các cháu ạ. Rồi, bây giờ bà mang đi. À, các cháu ơi, đấy, bà chiên trứng xong rồi, bây giờ bà đi nấu nước sốt nhá. Rồi, đây bà bỏ hành tỏi vàng. Bỏ hành một cái vào. Ô, xong bỏ hết luôn. Mất công bóc rồi. Ô kìa, cái này không bóc vỏ à? Hành tỏi là hơi bị lười bóc bạn ạ. Ờ, tỏi phải bóc vỏ ra chứ. Rồi, thì bây giờ bà sẽ bỏ dứa vào. Đấy. Luôn cái món này trứng cút sốt chua ngọt này là bà cho vị chua là vị dứa. Ủa đây các ông có thích ăn thịt lợn xào dứa không? Ngon vãi hình tề. Ôi sinh viên xào dứa. Ờ. Chưa ăn bao giờ. Quần ngon vãi đái luôn bạn ơi. Bạn mua 3 lạng thịt một quả dứa về cắt ra xong rồi mà xào với nhau ăn. Ngon vãi đái. Món đấy rồi các bạn à? Không. Nhiều chỗ ăn mà. Các bạn tự chế. Bây giờ bạn đảo đều luôn nhá. Thường 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 là lòng mề xào anh ạ. Lòng mề cũng được nhưng mà thịt lợn được, thịt lợn rất rẻ. Thịt lợn nhưng mà hình như là phải lợn kiểu ba chỉ, ba chỉ đúng không? Ba chỉ cũng được, thịt thường cũng được, thịt mông cũng được, thịt vai cũng được, ba rổ cũng được. Tí đường vào. Đấy là thịt kho mẹ rồi. Bà cho mấy hạt muối thôi. Lại mặn kho cũng được, xào cũng được, nói chung là xào ngon bạn. Ăn cái dứa tí nữa tôi sớt cho bạn xem. À, thịt lợn xào dứa ngon vậy đấy, ăn một chua chua ngọt ngọt. Các cháu ơi, cái nước sốt nó sánh rồi đây các cháu này. Trời xa trời. Thì bây giờ bà đổ trứng vào nhá. Ôi nhìn nước sốt ngon phết đấy. Ôi bà đổ trứng vào này. Ừ. Đấy. Wow. Rất wow. Là thơm. Wow. Trứng 500 quả trứng ngọt ngọt thế nhỉ? Chiên lên rồi nó chiên hay kiểu chiên bà chiên hơi già quá rồi tí ăn dài quá 500 quả anh ạ. Ôn nếp ăn vụng này ạ. Cháu nhìn hấp dẫn chưa? Cháu ôn nếp vừa ăn vụng của bà đúng không? Chắc mất phải khoảng chục quả nữa. Cái này cho bà bỏ ít hạt vừng vào. Ủa cái này ngon thật đấy. Còn cút lộn quá, xào me ngon. Đúng rồi, cút lộn kiểu xào me ngon nữa. Ờ chứ này phải là me. Không, đây là dứa ngọt mà. Rồi, bây giờ bà bắt ra khỏi bếp nhá, các cháu nhá. Ờ, các cháu ơi, đấy, bà có làm một ít gỏi nhá. Gỏi chua ngọt, rau bắp cải này. Đấy, bắp cải tím và bắp cải trắng để bà bỏ vào vùng quanh cái đĩa trứng cút xào nhá. Để ăn cho nó mát. Rồi,
Bây giờ đây là nước sốt chua ngọt, chanh, đường, nước mắm. Đấy, bây giờ bà bỏ vào. Nam thêm cái gì mà cái này mà ừ. thêm giấm là gỏi hết. Nào bây giờ bà đảo đều lên. Nhá, như anh nhá, anh quan niệm nhá là nộm là những thứ sống nhưng mà làm từ rau. Còn gỏi là những thứ sống nhưng mà làm từ thịt cá hoặc thịt động vật. Đúng rồi. Đấy. Theo như anh biết là như thế. Như này gọi là nộm. Màu rau cải tím nó bắt mắt. Đấy. Rồi bà ủ ở đây độ 15 phút nhá các cháu nhá. Sau bà sẽ bỏ lên đĩa là chén thôi. À, các cháu ơi, đây thì bây giờ bà cho ra đĩa nhá. À, đây là bắp cải này đấy. Gỏi bắp cải đấy. Bên em thì có thịt thì gọi là gỏi cá. Không đúng rồi, của mình chắc cũng giống vậy. Nhưng mà chắc là gọi gỏi chung. Không, như này là ở ngoài Bắc gọi là nụm mà. Đúng rồi nha, ngoài Bắc gọi là nụm. Rồi, bây giờ bà sẽ bỏ trứng cút vào nhá. Nào, salad đó, salad là kiểu cũng như nộm nhưng mà nó tổng hợp nhiều thứ hơn. Rất là thơm các cháu ạ. Xong rồi nó sẽ có thêm kem tây để rồi. Ừ, nó là của Tây rồi. Còn nó sẽ có thêm mấy cái sốt manenzo, mazone các kiểu nó lấy vào. Manenzo. Ừ. Ủa, vợ tôi đi đâu phải mang cái lọ mazone không ạ? Thề. Salad là mazone. Cay vậy. Ấy. Còn gỏi với nộm mình chắc là thằng này giấm với lại. Gọi là ghém. Nước chua chua. Ghém. Không mà nhìn cái mâm này nó không hấp dẫn mấy. Hấp dẫn quá các cháu ạ. Bà là kia mà chết. Quan điểm là khác nhau rồi anh ạ. Bà kia hấp dẫn bánh cay. Các cháu ơi, đấy, bà đã đầy ra cái đĩa rồi. Cái này ăn ngấy hơn cút lộn nhỉ, cút lộn ăn ngon hơn. Salad ấy, gì nhỉ? Gói bắp cải tím. Đấy, mấy bắp cải trắng, thế còn đây là mấy hạt vừng bà rắc lên nhá. Để ăn cho nó ngon. Ủa, nhìn giống như món Hàn Quốc mình lên nhỉ. Ừ. Vị mời cháu Chip, cháu Khôi, cháu Bảy về ăn với bà này. Cháu tới đây cùng người thưởng thức với mấy bà cháu nhà bà nhá. Bà mang ra kia mấy bà cháu nhà bà thưởng thức. Thôi đi. Mẹ đúng rồi. Ui, cháu ơi. Bây giờ bà mời tất cả các cháu cùng tới đây ăn món trứng cút sốt chua ngọt với bà nhá. Thì bây giờ em mời bác mẹ các cháu nhá. Sân sang hoa lở bốn bề. Cảm ơn khách quý đã về nơi đây. Cảm ơn các vị đã quan thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn các vị khách quý đã bớt chút thời gian gì về đây cùng với gia đình gọi là những bữa bác tên gì đây. Đây là trưởng mẹ và hội thơ Bắc Ninh à? Bắc Giang à? Bác hôm nay để có đọc thơ đấy. Con gác con để vào rìa lên. Anh bác tên là gì đang bác vừa bảo đi chân đó. Đi ra đóng cây sạch sữa thì nhà. Từ hôm qua rồi. Rồi. Vụ mãi bộ quần áo mới không thấy con lợn nào chạy qua. Tối hôm qua nó đã nhắc khéo chị rồi mà chị vẫn không để ý quả. Cảm ơn khách quý gần xa. Đến đây dự một vẫn thơ tiếp đấy. Xin chân thành cảm ơn. Bác đang đọc thơ. Bác yêu thơ vậy đấy. Mấy ông say rượu ở gần nhà em vậy là. Những khi khách đến chơi nhà, cảm ơn quý khách. Lại thơ tiếp. Là mừng vui. Đúng rồi đúng rồi. Em xin. Các làm bài nữa này. Món trứng cút sốt chua ngọt này là ăn kèm với lại salad bắp cải. Salad các cháu này. Đổi thành salad rồi, không thành gỏi đâu. Đã quên mất của anh Khánh. Chơi, chỗ anh Khánh gần đây. Thế này. Ăn này. Thơm lắm các cháu ạ. Đủ chưa? Sau đây là thơ của Hùng. Ừ nhờ, mới đầu. Em mới ăn thử cái trứng gà. Rau răm, bây giờ thì rau răm kéo được. Đây là trứng cút. Đây là trứng cút. Ừ, quên nhầm. Trứng cút. Dạ, rau răm đâu? Ờ, không rau răm nhỉ. Nãy thì có rau răm mà. Tất cả các cháu đến đây ăn với bà nhá. Ờ, đó Minh Sơn nhá. Ừ, đúng rồi, quên mẹ. Quên mẹ mày bó rau răm không ạ? Rau răm đâu? Đấy các cháu ạ, cái trứng cút ở bên ngoài vỏ nó dai dai. Đấy, ngon ngọt, thơm ngon. Bà mời các cháu ăn bà nhá. Các cháu ăn bà chiên già quá mà. Ngon đúng rồi, dài lắm. Dài lắm. Mời các bạn ăn với mình nha. Ờ, áo vằn, ngựa vằn không mời à? Mời các bạn nha. Ngại lắm. Okay. Mời các bạn nhá. Các bạn ăn được đầu tiên mình được ăn cái món xào chua ngọt. Sốt chua ngọt các bạn. Ngọt. Ngon. Cái này mà ăn với cơm nữa tuyệt vời luôn. Ừ, cái này có cơm nhỉ. Ui, làm phát hai quả ạ. Mát các bạn ạ. Thằng này thằng Phong mà, ông giống là Phong nhờ. Mẹ giống là Phong cắt tóc về đài thế. Không phải YouTube à.
Đạt ơi, hôm nào lên đây anh dẫn sang nhà bà Tân ăn cái đồ ăn nhá. Gửi gắm em trai ở nhà. Ngon lắm em ạ. Anh gửi gắm là cây đắng. Ngon lắm. Ngon lắm nhá. Tân đi nốc là ngon lắm. Ok, mẹ x2 nhá. Ngon. Quá giỏi. Chẳng chuẩn bị làm thơ này, chuẩn bị làm thơ này. Đợi đây ăn. Tên này thưởng thức món quà thật là mừng vui. Vâng, đẹp như sơn thủy nghĩa tình, đẹp như cặp vợ giữa mình với ta. Cảm ơn quý khách gần xa đến đây thưởng thức thật là mừng vui. Vâng, một lần chúng tôi thay mặt cho vẫn câu đấy mà. Chân thành cảm ơn các quý khách. Thầy Đan và Ngọc. Nhưng mà đọc nhanh thì thành hai câu anh ạ. Vâng, một lần chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Chúc các quý vị một lần chúc sức khỏe dồi dào, hạnh phúc của tốt đẹp nhất. Chúc hai bên dòng họ gia đình, chúc hai bên quan viên hai họ thật là hạnh phúc. Ok, nói chung là chuyến phút hôm nay rất là ngon mọi người nha. Cô dâu chú rể đấy. Bây giờ lấy vợ mời bác đi làm gì nhá. Đi ăn trực nhà bà đi như đi ăn Tết vậy. Ờ, mẹ cái làng ngày trước có thằng Khánh ăn trực ấy, mày biết không? Cũng ở làng bà Tân này luôn mà. Thằng kia không biết còn làm không? Anh ăn trực hả? Đây Thành ăn trực này. Ui. À 308 người đăng ký á, không phải. Ăn trực nhà bà Tân kìa, đó. Không không, trước nó có kênh khác to hơn cơ. Tên kìa. Tấn Biên kìa. Ôi vãi cả lên rồi. Không có áo đỉnh như thế. Vẫn là mình, Thành ăn trực đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục thực hiện clip là mình sẽ đi ăn trực hàng xóm nhá các bạn nhá. Trên tay mình bây giờ đang cầm một quả bầu các bạn này. Đấy. Mình vừa mới mua ở chợ xong, quả này là trị giá là 10.000 đồng các bạn nhá. Đấy thì các bạn ơi, bây giờ cũng là tầm 11 giờ trưa rồi. Thì nhà mình cũng chưa ăn cơm, đói lắm các bạn ạ, cho nên là mình sẽ sang nhà hàng xóm để mình ăn trực các bạn nhá. Mình nghĩ là hàng xóm bây giờ đang ăn cơm rồi các bạn ạ. Bởi vì hàng xóm bên này ăn cơm sớm lắm các bạn ạ, cho nên là mình sẽ tranh thủ cơ hội này, mình sẽ sang. Mà trên tay mình có một quả bầu cho mình sẽ vào trong bếp nhà người ta và mình sẽ nấu thành một cái bát canh bầu luôn để vào ăn cơm trực các bạn nhá. Đấy thì mình trong khi đó mình không có cái gì cả nhưng mà mình cũng có một bát canh bầu bán. Đấy, thì các bạn mà yêu quý mình ấy, thì like và chia sẻ nhá, giúp mình ăn trực TV của mình đạt được 40.000 người đăng ký. Và bây giờ mình sẽ không nhiều nữa, mình sẽ đi thôi. Ui chó, ui ui. Không hề diện. Ôi các bạn ơi, chó. Khôn. Lắp chắc nữa. Khôn. Ủa cơm cái đéo thì nhìn vào cơm. Tao tưởng là nó gọi khôi cơ. Nó cắn đâu. Khôi. Ôi chó sợ thế. Các bạn ơi nhìn con chó này. Các bạn ơi. To thế. Sao à? Thằng này vô nhà này nhiều lần lắm mà sao vậy? À, nhanh cơm rồi cháu. Cháu quen mất tiêu rồi. Ừ thế thôi. Có nhà không? Có. Ủa kìa. Trông bộ rồi. Trông bộ này. Không nghe này, nhà cô ăn cơm nhỉ? Tưởng trưa rồi mà ăn cơm. Hả? Trưa mà vẫn chưa ăn cơm á? Trưa thì ăn rồi. Ăn rồi, ô cho tưởng ra 11 giờ trưa. Tao chẳng biết giờ giấc rồi nhưng mà... À ừ, chứ đâu. 4 giờ chiều rồi. Đấy. Nhà cô còn cơm không? Sao? 4 giờ chiều rồi, tưởng 11 giờ trưa. Ôi, sữa này. Ôi dồi ôi, sữa té cho mình ngon nhỉ. À, nhà cô còn cơm á? Đâu như giờ đang chị ăn. Quán hết rồi, xong rồi. Hết cơm rồi. Xong không rồi. Chán nhỉ. Trong cô ấy xong lại để hết rồi mà. Hết cơm rồi. Tí nữa nấu cơm tối. Buồn nhỉ. Thế, đây hết rồi. Buồn. Cháu có quả bầu thôi, để cháu thái quả bầu ra cháu ăn. Các bạn ơi, mình hôm nay mắt hoa mà, mình cứ tưởng là 11 giờ trưa cơ, bây giờ là 4 giờ chiều rồi. Sang muộn quá nhưng người ta cũng hết cơm rồi các bạn ạ. May quá còn quả bầu. Nên bây giờ mình sẽ nấu bát canh bầu các bạn nhé, để ăn cho nó đói lắm. Đói. Hả? Nhưng mà nhà cô hết cơm muộn thế, quên cháu không dặn trước. Nhà cô có mì không? Hả? Nhà cô có mì không? Bên này hay cắm cơm một tí. Ôi cháu cắm gì?
cháu sang nhà cô còn cơm cũng không còn thì thôi cháu ăn quả bầu được. Buồn ghê nhỉ. Chắc họ hàng chứ hay hàng xóm. Các bạn là quả bầu nhà mình ngon lắm các bạn ạ. Ấm. Hàng xóm. Từ từ xem mẹ. Làm bắt căn bầu hàng xóm anh chụp. Tập nữa. Ơ kìa. Một tập nào mà. Ok, tôi vừa nhìn thấy có ăn trực nhà bà Tân. Đâu. Bách ra hai lần đi. Nữa. Xin chào. Nữa đi. Dưới cái tấn biên ăn trực nhà bà Tân Vlog kìa bên phải à, đó. Xin chào các bạn nha, vẫn là mình Thánh ăn trực đây. Hôm nay mình sẽ thực hiện một clip của rất nhiều người comment ở kênh YouTube của mình ấy, là anh ơi anh làm clip ăn trực nhà bà Tân Vlog đi. Ok thì mình chiều các bạn luôn, để mình xem bây giờ là mấy giờ nhé. À bây giờ là 18:48 thì mình thấy các bạn trên Facebook bảo hôm nay nhà bà Tân làm món siêu to khổng lồ nên là mình thèm quá các bạn, nên tiện vào ghé qua xem còn món khổng lồ đâu không để mình vào ăn trực bữa tối hôm đói lắm các bạn. Thì mọi người yêu quý mình ý, thì like và chia sẻ kênh ăn trực vlog của mình nhé, giúp kênh ăn trực vlog của mình đạt được 30k người đăng ký. Thôi mình không nói nhiều nữa, mình sẽ đi thôi. Ui các bạn ơi, mình đang ở nhà bà Tân Vlog nhé. Bây giờ mình vào xem có món khổng lồ là không, là mình ăn trực hôm đói quá các bạn ạ. Mặc khảo mẹ với đô chề gạc bà đà mẹ vã lì. Ủa giọng phết nhờ. Bạn mình nhà bà đồng ý của nó bảo nông ăn khổng lồ và con cháu ăn từ tối hôm đấy. Ôi cái gì, bà mẹ làm 200 cái đùi gà ăn hết rồi, bây giờ cứ khổng lồ mới đi bà đi rửa cháo đấy. Em chán. Bà đi rửa cháo. Ui, dùng mất đây. Gì ăn gì mỡ, bà đi rửa cháo. Thôi bà ăn để cháu ăn. Coi như bà còn cơm nguội nhỉ. Ta ai ăn rửa cháo gì mà ai ăn cháo hết rồi. Thôi kệ nhưng mà cháu như cháu phải cho bà còn cơm nguội. Còn cơm nguội. Thế mang cho cháu, mang cho cháu. Thế mang cho cháu cơm nguội. Thì ăn đi cơ. Cháu thích ăn cái món mà trộn với lại nước đây. Ừ, đây được rồi. Thơm thế. Ngon cái. Thế mà chả đến trước đổ lửa tiến nữa. 200 cái đùi gà chiên mắm ngon ơi là ngon. Cháu đi muộn quá. Đói thế à, từ Bắc Linh nhìn đói thế. Vâng, cháu đói lắm. Ôi cháu xin đồ nhé. Cảm ơn bà nhé. Bà có phải cô cứ để cho nó cháu rửa cháo không? Rồi, vâng. Ăn xong một rửa cháo cho bà nhá. Vâng, cháu ơi, cảm ơn nhé. Ngoan thế. Phải đi rửa. To này cơ. Wow, thơm quá. Đéo hiểu. Cũng bảo mẹ ăn đến tối luôn là hết luôn ạ. Đi rửa cháo. Thôi, có lẽ clip của mình dừng ở đây. Ôi cười cho bông min vậy. Ôi dây màu lúc cười cho bông min vậy. Em đẹp trai vậy.